Thưa quý vị, Carlsberg gần đạt thỏa thuận mua cổ phần Habeco tại Việt Nam. Nhà sản xuất bia đa mạch Carlsberg có nhiều triển vọng đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam để mua thêm cổ phần công ty Habeco, một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, Việt Nam là một trong những thị trường bia hấp dẫn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, nhờ vào những yếu tố như dân số trẻ với sức tiêu thụ gần 4 tỷ lít vào hồi năm ngoái. Chính phủ Việt Nam muốn thoái vốn toàn bộ cổ phần của công ty Habeco và của Sabeco, một đối thủ của Habeco. Carlsberg hiện đã sở hữu 17,3% cổ phần của Habeco, trong nhiều năm đã điều đình với chính phủ Việt Nam về quyền mua cổ phần ưu tiên. Một phát ngôn viên của công ty Carlsberg nói rằng, Carlsberg, chính phủ Việt Nam và Habeco đã đạt được một sự hiểu biết chung về một số vấn đề trong quá trình đàm phán. Chúng tôi hy vọng sự hiểu biết này sẽ thúc đẩy tiến trình mua cổ phần. Vào tháng trước, chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất việc bán cổ phần Habeco vào quý 1 của năm 2018.